Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio âm thanh số. Vâng, hôm nay bên Zika Audio có anh Nguyễn Thành Nam đặt hàng bên em. Có số điện thoại là 0915, 3 số cuối là 335. Anh ở 256 ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Vâng, sau khi anh có tìm hiểu kênh YouTube bên em thì anh có đặt một sản phẩm đó là vang cơ Zika KM5FX. Vâng, trước tiên thì em thay mặt công ty Zika Audio âm thanh số thì cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên em. Thì đây là cái sản phẩm bên em vừa lấy ra ở thùng. Đây, thùng vẫn còn nguyên xốp chặn hai đầu và túi ni lông. Đây. Đấy, KM5FX ạ. Thì đây là sơ bên em đã lấy ra và bên em đang test nhạc cho anh. Đây nhá. Đây, là Zika này. Mã của nó là KM5FX. Vâng, đặc biệt là bên này cái vang cơ này nó rất là hay. Nó có 8 chế độ mic nhanh nhá. 6 7 8 8 chế độ mic, 8 hiệu ứng mic rất là hay. Anh có thể dùng làm nói chuyện cái mic bằng la hội trường, la giọng chuẩn mà không phải vang nhại gì, nó cũng có chế độ. Đấy. Còn cái chế độ mà anh hát karaoke hay nhất thì bên em sau khi đã kiểm tra và đánh giá chất lượng thì cái số 5 này là hát hay nhất anh nhé. Hát karaoke rất là hay, nó có cả chế độ reverb và echo rất là nhẹ nhàng, độ vang vọng rất hay. Chế độ 5 này là hay nhất, thì nếu mà anh có về sử dụng thì anh để chế độ 5 này để anh hát karaoke nhé. Nhưng mà hát khi mà đây là có cái ba cái giải tần effect này là anh có thể chỉnh này, reverb này, delay này, repeat này, anh có thể thiếu cái gì anh, vì chất giọng mỗi người mỗi khác mà, thì anh chỉnh làm sao cho nó hay nhất với giọng của anh. Bản thân là cái chế độ 5 này nó là hay rồi, nên anh muốn thiếu hay là thêm cái gì thì anh chỉnh ba cái núm ở đây là hay nhất. Thì anh có thể chỉnh, đây có 8 chế độ này. Delay này, 2 zoom, 3 echo này, 4 reverb này, 5 echo reverb này, 6 là reverb zoom này, chế độ phòng đấy. Set delay và 8 là hard này. Còn đặc biệt ở cái núm cạnh cái núm volume này là level music như này, nó có hai chế độ tín hiệu đầu vào anh nhé. Ở phía sau nó có hai kênh, đó là AUX1 và AUX2. Thì anh cắm ở cái kênh nào thì anh chuyển sang kênh đó thì tín hiệu sẽ tự nhận nhé. Ví dụ là anh cắm ở AUX2 thì anh ấn vào thì nó là chế độ AUX2, nó tự nhận cái đằng sau. Thì em quay đằng sau cho anh là có hai kênh tín hiệu đầu vào. Mà volume to nhỏ này em tắt đi này, đang chạy trực tiếp bằng cái vang Zika KM5FX của anh đấy ạ. Em vặn to lên. Đấy. Đây là mic này, vào đây là to nhỏ của mic đi rồi. Đây là đặc biệt là cái dòng này nó có cái mic EQ này, đây là chế độ lọc cho mic, tích hợp chế độ lọc cho mic rất là hay và sạch tiếng. Như nó cho cái giọng của mình nó rất là nhẹ và bay. Đây bên music này có cái EQ này, mic music EQ là cái đây nó hỗ trợ cái bộ lọc cho cái giải âm về giải âm thanh rất là sạch. Đây đặc biệt cái dòng này nó có đây là cổng mic input này, là cổng mic 1, mic 2 này. Đấy, cái núm volume to nhỏ của mic này. Đấy, đây nút effect anh nhé, effect độ vang vọng level to nhỏ, nhỏ như nào thì vang chỉnh nhá. Đây, min max này. Effect đấy. Đây nhá, đây là tín hiệu đầu vào này. Đây. Tín hiệu đầu vào, khi mà anh cắm tín hiệu đầu vào bằng AUX1 thì anh ấn bằng AUX1. AUX2 thì anh ấn kênh AUX2 nó sẽ tự nhận. Đây là đường ra súp này. Đây là đường ra súp này. Đọc đây đây ạ, đây là đường ra súp. Súp bát ạ. Đây là cắt súp này. Cắt giải tần. Cái này cắt rất sâu xuống có thể 30Hz được. Độ cao nhất là 250Hz. Và cái súp bát này có thể chỉnh volume to nhỏ được đằng sau nhé. Đằng sau này nó cũng hỗ trợ một volume nhạc này. Volume này.
do nhỏ, nếu mà cái tín hiệu đầu vào nó nhỏ thì anh có thể chỉnh đằng sau này được, rất là tiện. Và đây là hai cái jack AV ra cái la vệ tinh. Mic phía sau nữa, rất là chi tiết. Đặc biệt đây là cái cổng ra cái loa center, loa trung tâm đấy ạ. Đặc biệt là cái dòng này nó chỉnh được bass, chest và sensor vol nhá, nó chỉnh được cả ba dàn, rất là hay. Là duy nhất dòng này nó có, rất là chất lượng. Giờ em quay ra đằng trước để em test lại cho anh. Hiện tại con này đang rất là hoàn hảo anh nhé, rất là hoàn hảo, không lỗi lầm, hàng rất là chất lượng, bên em test rất là kỹ. Đây anh nhân, em đang test chế độ mic của nó, đây là chế độ 2 nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng, đây là chế độ mà có thể nói chuyện trong những cuộc họp, cũng có thể dùng cái vang này kết hợp được. Đây em sẽ chỉnh cái chế độ 5 nhé. Chế độ 5 là chế độ hay nhất cho để nghe nhạc và hát karaoke. Mic rất là hay, echo reverb rất là ngọt ngào. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4. Vâng, sau khi bên em đã test rất là kỹ, bây giờ đây bên em sẽ đóng gói gửi hàng cho anh Thành Nam nhé. Tại con cái da vang này của anh rất là hoàn hảo, rất là chất lượng. Một lần nữa thì em thay mặt công ty Zcao Audio thành số cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm nhé. Sau cùng em chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Đây anh Nguyễn Thanh Nam nhé. Thì sau khi bên em đã test rất là kỹ và đóng gói rất là cẩn thận, có màng co chống nước rất là kỹ, anh yên tâm sau khi nhận sản phẩm bên em nhé. Đây là thông tin địa chỉ đầy đủ đấy ạ. Vâng, rất cảm ơn anh nhé. Thì chào anh và hẹn gặp lại vào các clip sau nhé.